Thế giới 24 giờ qua. Châu Âu bên bờ vực thảm họa, kỷ lục 100.000 ca mới một ngày. Hàng triệu người thuộc tầng lớp trung lưu tại Đông Nam Á sẽ rơi vào cảnh nghèo đói trong năm nay. Châu Âu đóng cửa trường học, hủy bỏ nhiều hoạt động và tuyển dụng sinh viên y khoa khi nhà chức trách quá tải với viễn cảnh ác mộng trước sự tấn công của làn sóng Covid-19 vào đầu mùa đông. Báo The Sydney Morning Herald đưa tin khoảng 100.000 ca mắc mới mỗi ngày kể từ đầu tháng 10 so với mức trung bình 47.500 ca vào tháng 9. Với con số ca mắc mới Covid-19 hàng ngày kỷ lục này, châu Âu đã vượt qua Mỹ, vốn ghi nhận trung bình hơn 51.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày. Hầu hết chính phủ các nước châu Âu đã nới lỏng việc đóng cửa trong mùa hè, bắt đầu phục hồi các nền kinh tế đã bị tàn phá bởi làn sóng đầu tiên của đại dịch. Thế nhưng, điều này làm gia tăng đột biến các trường hợp mắc Covid-19 trên khắp lục địa già. Trước áp lực dịch bệnh quay trở lại, các quán bar và quán rượu nằm trong số những địa điểm đầu tiên phải đóng cửa trong các đợt tăng cường ngăn chặn Covid-19 mới. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã triển khai biện pháp phong tỏa một phần trên toàn quốc, đặc biệt tại hai điểm nóng là Amsterdam và Rotterdam, bắt đầu từ 22 giờ ngày 14 tháng 10. Các hoạt động giải trí về đêm đều bị hủy hoặc đình chỉ, cấm bán rượu sau 20 giờ, hạn chế tụ tập ở các địa điểm công cộng ngoài trời, giới hạn ở mức 4 người và bắt buộc đeo khẩu trang đối với người từ 13 tuổi trở lên. Ngoài ra, mỗi hộ gia đình chỉ được tiếp không quá 3 người khách mỗi ngày. Tương tự, Thủ tướng Anh Boris Johnson ra lệnh đóng cửa các quán bar và quán rượu ở những khu vực bị dịch hoành hành nặng nhất. Ở Bồ Đào Nha, các biện pháp cứng rắn hơn sẽ được áp dụng từ ngày 15 tháng 10, bao gồm quy định nghiêm ngặt hơn về chuyện tụ tập và có hình phạt nặng hơn nếu ai vi phạm. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đang xúc tiến ban luật đeo khẩu trang hay đồ che mặt toàn quốc và bắt buộc sử dụng ứng dụng theo dõi sức khỏe. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên kế hoạch siết chặt các biện pháp phòng dịch, với Paris và những thành phố khác có thể bị áp lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Chính phủ Đức thông báo các quán bar và nhà hàng ở những khu vực có nguy cơ cao hơn phải đóng cửa sớm, ra lệnh tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch từ ngày 14 tháng 10, khi nước này ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm mới, con số tăng vọt kể từ tháng 4. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki trở thành nhà lãnh đạo mới nhất trên thế giới buộc phải cách ly sau khi tiếp xúc người nhiễm Covid-19. Số ca bệnh mới trong ngày ở nước này hôm ngày 14 tháng 10 tăng lên mức kỷ lục là 6.526 ca trong vòng 24 giờ. Các nền kinh tế lớn của châu Âu như Đức, Anh và Pháp cho đến nay vẫn không có ý đóng cửa trường học. Hà Lan phong tỏa một phần, đóng cửa các quán bar và nhà hàng, song vẫn mở cửa các trường học. Trường học ở Cộng hòa Séc đã chuyển sang đào tạo từ xa và có kế hoạch kêu gọi hàng ngàn sinh viên y khoa hỗ trợ khi cần thiết. Các bệnh viện đang cắt giảm các thủ tục y tế, nỗ lực giải phóng giường bệnh. Trong một thông tin mới đây, Nga cấp phép vaccine COVID-19 thứ hai. Tổng thống Vladimir Putin thông báo tại cuộc họp chính phủ trực tuyến hôm ngày 14 tháng 10 rằng vaccine COVID-19 thứ hai của Nga có tên là Ebivac Corona đã được phê duyệt. Vaccine này do Viện Vector ở Serbia, từng là phòng thí nghiệm nghiên cứu vũ khí sinh học của Liên Xô phát triển. Ông Putin cho biết, Phó Thủ tướng Tatiana Golikova và lãnh đạo Cơ quan Giám sát An toàn Người tiêu dùng Nga Anna Popova đã tiêm Ebivac Corona trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Theo thông tin phía Nga, Viện Vector đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 với Ebivac Corona từ tháng trước, với sự tham gia của 100 tình nguyện viên từ 18 đến 60 tuổi. Các tình nguyện viên đều ổn, không ai gặp phải các tác dụng phụ nghiêm trọng. Tổng thống Putin cho biết thêm, vaccine COVID-19 thứ 3 của Nga do trung tâm Chomakov phát triển cũng sẽ được cấp phép trong tương lai gần. Hồi tháng 8, Sputnik V do Viện Gamaleya phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga phát triển trở thành vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới được chính phủ phê duyệt dù chưa hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 3.
hàng triệu người thuộc tầng lớp trung lưu tại Đông Nam Á sẽ rơi vào cảnh nghèo đói trong năm nay. Khi đại dịch Covid-19 khiến các nền kinh tế trên toàn thế giới chao đảo, khu vực Đông Nam Á sẽ xuất hiện nhóm người nghèo mới. Điều này gây ra một trở ngại lớn đối với khu vực từng chứng kiến tầng lớp trung lưu phát triển mạnh mẽ. Tình trạng mất việc làm đang cản trở sự bùng nổ mà Đông Nam Á đã trải qua trong những năm gần đây, khi các nền kinh tế có thể phải mất nhiều năm để hồi phục hoàn toàn. Một cuộc khảo sát do World Bank và các cơ quan địa phương công bố vào ngày 6 tháng 10 cho thấy, tại Philippines, quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất tại Đông Nam Á, gần một nửa số doanh nghiệp đã đóng cửa đều không chắc khi nào họ có thể mở cửa trở lại. Sự dai dẳng của việc nền kinh tế ngừng hoạt động đã có tác động lớn đối với những người như Jen Binon, 35 tuổi, vốn mất nhiều năm để có tấm biển cử nhân mỹ thuật và giúp chị có hy vọng về nguồn thu nhập được đảm bảo. Dẫu vậy, Jen đã mất hợp đồng mà chị có được với tư cách là nhà thiết kế đồ họa. Do đó, chị phải chuyển sang bán trứng và hummus, một món ăn Trung Đông và Ả Rập trên mạng. Thậm chí, chị còn đang sống trong căn hộ chung cư của một người bạn để duy trì chi phí sinh hoạt ở mức thấp. Jen chia sẻ về công việc đã mất. Tôi không thể lường trước tất cả những điều này. Thật may là tôi vẫn có đủ tiền tiết kiệm đến bây giờ. Trong bối cảnh mức thu nhập của người lao động trên toàn thế giới đều sụt giảm, ảnh hưởng của đại dịch lại đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực mới nổi tại Đông Nam Á. Tại đây, làn sóng mất việc cùng mạng lưới an sinh xã hội kém đồng nghĩa với việc hàng triệu người có nguy cơ bị tụt hạng trong bậc thang dịch chuyển xã hội. Ramesh Subramaniam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB khu vực Đông Nam Á cho biết, khu vực này có thể đứng sau tiểu lục địa Ấn Độ trong bảng xếp hạng về số lượng nghèo mới tại châu Á trong năm nay. Theo Priyanka Kishore, kinh tế gia tại Oxford Economics, việc nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, các vụ phá sản gia tăng và các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường việc làm. Bà cho hay, nhìn chung, những yếu tố này cho thấy sự phục hồi sẽ diễn ra trong thời gian dài. Chúng tôi ước tính GDP của Đông Nam Á thấp hơn 2% so với mức trước Covid-19, kể cả vào năm 2022. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Thế giới thuộc Đại học Liên Hợp Quốc, có tới 347,4 triệu người tại châu Á-Thái Bình Dương có thể rơi vào dạng nghèo với thu nhập dưới 5,5 đô la một ngày do đại dịch. Con số này chiếm khoảng 2/3 dự báo số người nghèo trên toàn cầu. Đồng thời nhấn mạnh, dự báo của World Bank về số người nghèo tăng mạnh lần đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ. Con số này thực sự gây khó khăn cho những người như Adi Muhammad Farezi tại Indonesia. Farezi là người đầu tiên trong gia đình đi học đại học vào năm 2014. Sau đó, anh làm hướng dẫn viên, đưa khách du lịch đến tham quan những ngọn núi ở Java và bãi biển. Anh kiếm được khoảng 20 triệu rupia, khoảng 1.357 đô la một tháng và được trang trải học phí, chi phí ăn ở. Tuy nhiên, khoản thu nhập này đã mất đi vì dịch bệnh. Farezi không còn khách du lịch và cũng buộc phải nghỉ học. Chàng trai 24 tuổi chia sẻ, bây giờ, tài chính của tôi đang cạn kiệt. Mức độ suy thoái ở năm nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á là rất nghiêm trọng, đặc biệt là trong quý 2. Theo số liệu do Bloomberg tổng hợp, GDP của Indonesia giảm 5,3%, Malaysia giảm 17,1%, Philippines giảm 16,5%, Singapore giảm 13,3% và Thái Lan giảm 12,2%. Điểm sáng duy nhất là Việt Nam, khi là một trong số ít quốc gia là người chiến thắng trong thương chiến Mỹ-Trung, đạt mức tăng trưởng dương. HSBC nhận định, đà sụt giảm tại khu vực này có thể kéo dài đến đầu năm sau, trong bối cảnh ngành sản xuất và du lịch suy yếu. Trải qua những biến động chính trị, khủng hoảng tài chính và thiên tai, Đông Nam Á từ trước vốn đã đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, không như những sự kiện trước đây đã đẩy hàng triệu người vào cảnh thất nghiệp và nghèo đói, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004. Thời điểm này, thậm chí không có thị trường lao động hoặc xuất khẩu nào hoạt động. Điều này báo hiệu cho tình trạng khó khăn về tài chính kéo dài tại Đông Nam Á. Subramaniam dự báo, việc thu nhập sụt giảm và số người nghèo gia tăng
sẽ kéo tục đà hồi phục của nền kinh tế từ 2 đến 3 năm. Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính rằng thời gian làm việc tương đương với ít nhất 48 triệu công việc toàn thời gian đã biến mất tại khu vực này trong quý 2. Trong nhiều tháng, Farah, 28 tuổi, đã tìm việc ở Kuala Lumpur, Malaysia trong vô vọng. Từng làm công việc giảng dạy tại một trung tâm gia sư, Farah đã bị sa thải hồi tháng 3. Cô phải sống dựa vào đồng lương ít ỏi của chồng từ công việc tại một trung tâm dưỡng lão và một ít viện trợ từ chính phủ. Cô chia sẻ, chúng tôi chỉ ăn những gì cần thiết để no bụng. Hoàn cảnh của Farah hoàn toàn trái ngược với quá trình lớn lên của tầng lớp trung lưu. Cuộc sống của Farah hiện tại không khác gì thời còn nhỏ của cha cô. Sau đó, ông đã nỗ lực để có được một vị trí trong chính phủ và đủ tiền cho cô đi học tại đại học tư. Farah và chồng gần như trở thành người vô gia cư sau khi hợp đồng thuê nhà hết hạn trong thời gian thành phố bị phong tỏa. Họ phải vay tiền người thân để trả chi phí đặt cọc cho căn hộ. Năm nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã chi hàng tỷ đô la để hỗ trợ người lao động ứng phó với tác động của dịch bệnh. Christian Vigelan, kinh tế gia tại Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết, dù các chính phủ đã nỗ lực đưa ra các biện pháp như trợ cấp thất nghiệp, thì dường như kết quả vẫn không khả quan như mong đợi. Quay trở lại Java, Farezi đang nỗ lực vượt qua khó khăn. Anh muốn quay trở lại với công việc là hướng dẫn viên du lịch, hoàn thành khóa học truyền thông và là người đầu tiên trong gia đình có bằng đại học. Chàng trai chia sẻ, hy vọng lớn nhất của tôi là tôi có thể quay trở lại với công việc vào cuối năm, trùng với dịp nghỉ lễ. Dẫu vậy, đó lại là một điều rất mong manh, khi số ca nhiễm COVID-19 tại Indonesia vẫn tiếp tục gia tăng và ghi nhận một trong những đợt bùng phát lớn nhất của khu vực.